Hội nông dân xã Thạnh Lộc của huyện Vĩnh Thạnh vừa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 14, nhiệm kỳ 2023-2028. Nhiệm kỳ 2018-2023, cán bộ hội viên nông dân xã Thạnh Lộc đã nỗ lực phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, tích cực thực hiện đạt và vượt 15 trên 15 chỉ tiêu nhiệm vụ nghị quyết đại hội đề ra. Trong đó, nổi bật chất lượng hoạt động của 7 trên 7 chi hội và 26 tổ hội nghề nghiệp hoạt động có hiệu quả, thu hút 600 hội viên mới tham gia, nâng tổng số toàn xã Thạnh Lộc có 1.646 hội viên nông dân, đạt 120% chỉ tiêu. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, thu hút 6.370 lượt hộ đăng ký tham gia. Qua đó có 3.885 lượt hộ được công nhận. Ngoài ra, hội viên còn đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Nhiệm kỳ 2023-2028, đại hội xác định 15 chỉ tiêu cụ thể và các nhóm giải pháp để thực hiện.